Trong vài năm trở lại đây thì với sự phát triển của Web3 thông qua công nghệ blockchain thì chúng ta đã chứng kiến sự bùng nổ về mặt số lượng của rất nhiều dự án game Web3. Tuy đã có thời điểm là trend GameFi bị coi là quả bom nổ chậm của thị trường khi mà có rất nhiều dự án scam hay là dự án tệ kém chất lượng liên tục xuất hiện trên thị trường. Thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn có rất nhiều tựa game liên tục đổi mới, cải tiến và phát triển sản phẩm để đưa ra những sản phẩm hay, tốt cho thị trường cũng như là thu hút được sự quan tâm lớn từ phía công chúng. Trong video ngày hôm nay thì hãy cùng Irene đi điểm tên 5 dự án với những cập nhật đáng chú ý trong quý 1 năm 2023 nhé. Ok, hãy cùng bắt đầu thôi. Và lưu ý cho anh em, đây sẽ không phải lời khuyên đầu tư, anh em hãy luôn cân nhắc trước mỗi quyết định xuống tiền của bản thân nhé. Tựa game thứ nhất mà Irene muốn nhắc tới là Mines of Thelonia. Mines of Thelonia là dự án thứ 23 ra mắt trên Binance Launch Pool. Là một game play to earn, phiêu lưu hành động kịch tính. Người chơi thì sẽ tham gia và kết hợp với các vật phẩm ở trong trò chơi, cải thiện kỹ năng và các thiết bị để mở khóa bí mật vũ trụ MOD trong khi tìm kiếm các di tích để tạo ra các tác phẩm quý hiếm. Sau giai đoạn testnet thành công thì Star Alliance Service phiên bản 1.2 thì hiện đã có mặt ở trên mainnet của Mines of Thelonia. Trong Star Alliance Service, tất cả những người chơi không yêu cầu kết nối ví thì đều được khám phá các thành tinh Donia thông qua nhiệm vụ off-chain độc đáo. Bản cập nhật 1.2 thì vừa được tiến hành bao gồm một số các cái tính năng và sửa đổi. Về cơ bản thì người dùng có thể khai thác phế liệu từ những con tàu bị bỏ hoang và thu thập xương từ kẻ thù bị đánh bại, đem đi chế tạo các booster. Một số lợi ích của booster có thể kể đến như là tăng HP, sinh ra healer bot khi kẻ thù tiêu diệt, vân vân. Người chơi mới thì có thể tạo tài khoản truyền thống và truy cập vào tất cả các phần của MOD mà không yêu cầu tương tác blockchain, bao gồm cả service mới. Việc dịch chuyển từ tài khoản off-chain sang tài khoản on-chain, kết nối ví thì có thể thực hiện bất kỳ lúc nào. Irene sẽ để thông tin chi tiết về bản cập nhật 1.2 ở trên màn hình để anh em có thể theo dõi, hoặc là anh em cũng có thể truy cập vào website hay là các trang social của dự án để có thể theo dõi thêm. Thứ hai là ChillChat. Mục tiêu của ChillChat là trở thành một đối thủ low-fi, đơn giản hóa, cạnh tranh với The Sandbox và Decentraland ở cùng thể loại Metaverse, User-Generated Content, hiểu đơn giản là các trò chơi có nội dung do chính người dùng tạo ra. Primordial là một MMORPG PvPvE nhắm đến việc tái định vị của ChillChat trở thành một thế giới mở dành cho những người chơi MMO và MOBA. Người dùng thì có thể sử dụng NFT yêu thích để làm nhân vật của mình ở trong trò chơi. Primordial bắt nguồn từ một chế độ chơi đã được lên kế hoạch ở trong ChillChat. Trước đây thì được gọi là The Battle Begins, nơi Origins và Lineages chiến đấu với nhau. Chế độ chơi này thì đã nhận được phản hồi tích cực và trong quá trình nghiên cứu để xây dựng nên Primordial thì ChillChat đã được thực hiện nhiều thay đổi về mặt nhân sự và công nghệ. Bên cạnh đó thì ChillChat còn thay đổi công cụ tạo ra đồ họa game của mình thành Unreal Engine 5 và áp dụng các công nghệ liên quan khác. Thứ ba là game Metaverse World Wide Web. World Wide Web là một game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi có thể tương tác, nơi người chơi có thể mang NFT của riêng họ từ nhiều blockchain khác nhau để tham gia vào các trận chiến, nhiệm vụ và đột kích. Trong những tuần tới thì World Wide Web sẽ ra mắt một game Play vs Play dựa trên trình duyệt có tên là Box Buster. Người chơi giành chiến thắng trong trận chiến thì sẽ có quyền truy cập vào các cấp độ NFT cao hơn. Công ty thì cũng đã nỗ lực để đưa nhiều thương hiệu hơn vào hệ sinh thái của mình. Vừa qua thì World Wide Web đã thông báo rằng họ đã huy động được 10 triệu đô la từ vòng gọi vốn Series A, trong đó lead bởi Pantera Capital. Khoản vốn 10 triệu đô này thì sẽ được sử dụng cho nhiều việc khác nhau như là tuyển dụng, nâng cấp công nghệ cũng như là thêm nhiều bộ sưu tập NFT hơn vào trong game của mình. Phía Pantera thì chia sẻ thêm rằng World Wide Web sẽ thu hẹp khoảng cách giữa cộng đồng game truyền thống và game NFT thông qua danh mục trò chơi nhỏ dựa trên trình duyệt ngày càng mở rộng, nơi mọi người có thể tận dụng một danh tính duy nhất dưới dạng NFT. Thứ tư là Ghost Unchained. Bản thử nghiệm alpha độc quyền ở trên các thiết bị di động của Ghost Unchained thì đã bắt đầu ra mắt vào ngày 28 tháng 2 dành cho các thành viên tích cực ở trong cộng đồng. Ghost Unchained là một trong những tựa game đánh bài khá là nổi tiếng và tựa game này thì vừa qua cũng đã thắng giải Play to Earn Blockchain Game Award 2022. Bản alpha test thì đã có sẵn để thử nghiệm từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 28 tháng 3. Bên cạnh việc tập trung vào các lối chơi cốt lõi thì phiên bản di động sẽ khả dụng ở trên các thiết bị Android, còn bản iOS thì sẽ được phát hành sau đó.
Đây là bản thử nghiệm độc quyền cho nên là sẽ dành cho những anh em đã biết về tựa game này và đã tham gia tích cực ở trong cộng đồng. Nếu như anh em đã tham gia rồi thì có thể thử download tựa game và trải nghiệm bản alpha test này nhé. Tựa game cuối cùng ở trong danh sách đó chính là Astra. Astra thì không phải là một game play to earn hay là web 3. Đây là một studio game blockchain được dẫn dắt bởi nhà thiết kế huyền thoại Mark Otero, đã huy động được 10 triệu đô từ vòng seed từ nhiều quỹ lớn, trong đó có A16Z Crypto, cùng với 15 triệu đô đã huy động được từ tháng 5 năm 2022. Thì cho đến thời điểm hiện tại, tổng số vốn mà công ty đã raise được đạt đến ngưỡng là 25 triệu đô la. Việc gọi vốn từ Studio Astra thì đã thu hút được sự quan tâm rất là lớn từ các Web3 VC, có thể kể đến như là NFX, Coinbase Venture, Play Venture hay là nhà đầu tư quản lý toàn cầu Franklin Templeton. Theo thông báo thì Astra Game sẽ sử dụng nguồn vốn này để phát triển tựa game đầu tiên của họ là Legends and Legends. Legends and Legends là một game nhập vai khoa học viễn tưởng, nơi người chơi sẽ dẫn dắt những anh hùng dũng cảm, chiến đấu chống lại những quái vật đáng sợ và kiếm được phần thưởng lớn. Là cựu tổng giám đốc của Electronic Arts thì Mark Otero đã xây dựng được một team đầy kinh nghiệm với đội ngũ từng tham gia phát triển các tựa game nổi tiếng, chẳng hạn như là Star Wars, Galaxy of Heroes, Mass Effect, Dragon Age, Apex Legends and Battlefield, v.v. Vì vậy cho nên là ở trong tương lai thì Astra Game cũng sẽ là một cái tên đáng chú ý trong thị trường Web3 Gaming. Và vừa rồi thì Irene đã chia sẻ cho anh em 5 dự án Web3 Gaming đáng chú ý trong quý 1 năm 2023. Anh em vẫn tham gia vào thế giới Web3 Gaming nghĩ sao về những dự án này? Hãy cùng comment suy nghĩ và cảm nhận của mình ở phía bên dưới nhé. Và nếu như anh em thích thì đừng quên like, share và subscribe Coin68TV. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!